là ông Nguyễn Đình Thái. Và hiệp 1 của trận đấu giữa Tottenham Bình Định và câu lạc bộ Thăng Quảng Ninh đã bắt đầu. Trong hiệp 1, câu lạc bộ Tottenham Bình Định trong bộ trang phục màu cam bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Xin được nhắc lại là mặc dù trước khi trận đấu này diễn ra thì thứ hạng và thành tích của hai đội bóng là có sự khác biệt. Bình Định thì đang đứng ở nhóm của 8 đội phía sau, trong khi đó thì Thăng Quảng Ninh đang ở nhóm A, nhóm cạnh tranh chức vô địch. Nhưng tất cả chỉ mang tính chất tương đối, bởi kết quả của trận đấu ngày hôm nay sẽ thay đổi rất nhiều. MU! Bàn thắng thứ hai. Đây là Tottenham, bàn thắng đầu tiên của Tottenham kể từ khoác áo câu lạc bộ Tottenham Bình Định. Bàn thắng ở giây thứ 43 của trận đấu. Bất ngờ đã diễn ra trên sân vận động Quy Nhơn. Một bất ngờ nho nhỏ khi câu lạc bộ Tottenham Bình Định đã sớm có bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng được ghi ở ngay phút đầu tiên của trận đấu và người lập công là Xuân Nam. Rất bất ngờ khi câu lạc bộ Tottenham Bình Định đã áp đặt được câu lạc bộ Thăng Quảng Ninh về mặt tỷ số. Một đường truyền như đặt dành cho Xuân Nam và bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Một lợi thế không nhỏ dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Không một ai trong kèm Xuân Nam và một pha đánh đầu kỹ thuật và góc xa của thủ môn Hoài Anh. Đây là tình huống mà thủ môn Hoài Anh chỉ có một động tác duy nhất là phải vào lưới nhận bóng, không có lấy một cơ hội để dành cho người hất đền của Thăng Quảng Ninh có thể thực hiện một tình huống cản phá. Một vòng đấu mà những bàn thắng liên tiếp đã đến trong khoảng nửa đầu của hiệp 1. Andrew Keon không phạm lỗi. Ở thế lực. Đánh đâu? Không vào. Tuy nhiên đã có tiếng còi được kết lên. Sau tình huống đánh đầu của Mạng Quân, bóng trúng sang ngang. Ngay sau đó là một tình huống mà tổ trọng tài đã cắt còi, chính xác là Mạc Hồng Quân đã đánh đầu trong một tư thế việt vị, không có gì phải bàn cãi. Một quyết định xử lý quá chính xác của tổ trọng tài. Người chạm bóng sau đó là Dương Văn Khoa. Thanh Bình. Cả Thanh Bình và Henrio để không thể theo kịp đường truyền vừa rồi. Hugo. Edison. Góc sút vừa rồi của Edison là không thuận lợi. Trần Đình Minh Hoàng đã chơi cảnh giác và cản phá kịp thời. Ribario. Lại đến lượt Trần Trung Hiếu phạm lỗi với Ribario. Anh Bùng Côn dứt điểm. Pha dứt điểm của Henrio, nhưng trọng tài Nguyễn Đình Thái cho rằng trước khi Henrio thực hiện cú sút, bóng đã chạm tay của Anh Bùng Côn. Một thoáng chần chừ, suýt chút nữa thì Dương Văn Khoa đã khiến cho khung thành của đội nhà đứng trước một tình huống phản công nguy hiểm cho vị trí trung vệ của Tottenham Bình Định. Trong trận đấu mà câu lạc bộ Bình Định làm khách trên sân của Hoàng Gia Lai thì Hữu Quý được sử dụng trong vai trò của một hậu vệ bên trái. Quả phạt góc thứ hai liên tiếp dành cho đội chủ nhà. Tình huống khó tìm. Sự xuất hiện của Ribario
Vì Mario Gordon đang rất khát, để có thể ngắt những mạch trận không ghi bàn. Không một ai theo kèm Prima trong tình huống này. Bóng đã trúng vào người của Gustavo. Cuối cùng thì trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An cũng đã có được bàn thắng. Pinto là người đã lập công để giúp cho đội bóng xứ Thanh tạo ra được một sự cách biệt với đội bóng xứ Nghệ. Anh Việt vào sân để thế chỗ cho Đào Duy Khánh. Người đã dứt điểm cuối cùng là Hồ Tấn Tài. Nhưng cái duyên ghi bàn, và bây giờ nó thuộc về trung vệ Gustavo. Anukion. Lại thêm một tình huống đánh đầu với xa khung thành của Hà Anh. Người mới đây cũng đã hoàn tất quá trình điều trị hồi phục chấn thương tại PVF. Hải Huy trung yếu. Bàn thắng thứ hai của trận trung yếu ở mùa giải năm nay. Nhưng quan trọng hơn cả là nó bàn thắng gỡ hòa dành cho Thang Bình Định. Phút thứ 70, tỷ số giữa Bình Định và Thang Bình Định đã là 1-1. Một cú sút cực kỳ kỹ thuật và góc xa khung thành của Minh Hoàng. Cuối cùng thì câu lạc bộ Thang Bình Định mới tạo ra được pha dứt điểm trúng đích thứ hai với khung thành của người đất đền bên phía đội chủ nhà. Nhưng ở pha dứt điểm này thì Trung Hiếu đã tạo ra được sự khác biệt. Trong ngày mà Edison, trong một buổi chiều mà Diego đã bế tắc, hay nói chính xác hơn là hệ thống phòng ngự của Bình Định đã khóa chặt, thì Trung Hiếu bất ngờ tỏa sáng với pha dứt điểm này. Đó là đường truyền của Nghiêm Xuân Tú, tình huống trả ngược của mặt của Hải Huy, và pha dứt điểm quá kỹ thuật của Trần Trung Hiếu đã giúp cho đội bóng đất bỏ tìm được bàn gỡ hòa. Mọi thứ là rất vừa tầm, cả cú ra chân này của Trần Trung Hiếu cũng vậy. Đường truyền của Nghiêm Xuân Tú đến đúng vị trí của Hải Huy, quá khó dành cho Minh Hoàng. Không ai nghĩ Trần Trung Hiếu với một cái chân trái, chân không thuận của mình lại có thể tạo ra một đường cong hoàn mỹ đến như vậy. Trung Hiếu không phải là cầu thủ mạnh trong những tình huống ghi bàn. Đó là tình huống mà các trợ lý trọng tài không căng cờ. Diogo không rơi vào thế định vị. Đình Kha. Đánh đầu, không được, bóng đã không đến được vị trí của Rimario. Anh Việt đã chọn đúng điểm rơi. Đó là tình huống đáng chú ý đầu tiên sau khi được tung vào sân của Đình Kha. Chiều cao đã giúp cho anh Việt cứu thua trong pha bóng này. Ribario và Mạc Hồng Quân. Không rõ đó là tình huống đá phạt thẳng về khung thành của Minh Hoàng có chủ định hay là một đường truyền quá sâu của Nghiêm Xuân Tú. Phần Nam. Ribario. Đó là lỗi của Đinh Hoàng Mắc.